Ngày 22 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, để xem xét quyết định những nội dung cấp thiết nhằm kịp thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng của thành phố ngay từ những tháng đầu năm 2024. Thành phố Hải Phòng thông qua 12 nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố, điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022 trên cơ sở bổ sung các ý kiến của kiểm toán nhà nước. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6, khu bến cảng Lạch Huyện nhằm bảo đảm kịp thời khai thác các bến cảng ngay sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng doanh trại và nơi neo đậu tránh trú cho các tàu thuyền thuộc Hải đội Dân quân Thường trực, bổ sung số người làm việc và điều chỉnh số hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc thành phố năm 2024. Chiều ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm bàn giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Mở đầu buổi đối thoại, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải gợi mở nhiều nội dung thực tiễn và cấp bách đối với sự phát triển của ngành vận tải hàng hải hiện nay, từ những vấn đề về kết cấu hạ tầng đến phát triển đội tàu, nâng tỷ trọng vận tải hàng hải hay đề xuất cơ chế chính sách. Đây là một nội dung mà chúng tôi cũng đang rất kỳ vọng để sắp tới Bộ Giao thông Vận tải với cái trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước sẽ có thể tham mưu cho chính phủ cũng như là các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để làm sao chúng ta vừa đạt được các cái mục tiêu về xã hội, những mục tiêu chung tổng quát nhưng đồng thời chính các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi và người dân cũng được hưởng lợi. Trên tinh thần đó, hội nghị đã nghe nhiều tham luận giá trị từ các hiệp hội, ngành nghề, các đơn vị chủ tàu, doanh nghiệp v.v. Duy tu thường xuyên nạo vét các cái luồng lạch theo kế hoạch dài hạn để đảm bảo được cái này thì chúng ta sẽ thường xuyên có tàu ra vào, có cơ chế hỗ trợ các chủ tàu Việt Nam được hưởng những cái ưu đãi về cảng phí hoặc những cái chính sách về vốn để tránh phụ thuộc hầu hết như hoàn toàn như vào các hãng tàu nước ngoài như hiện nay. Việt Nam có lợi thế về bờ biển dài, ngành hàng hải đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải và nền kinh tế. Thời gian qua, tăng trưởng vận tải hàng hải và đường thủy khá ấn tượng với mức hai con số, khoảng từ 10 đến 12% một năm. Hiện cả nước có 3 cảng nằm trong top 50 cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới. Ngày 22 tháng 3, Bộ Công an tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết, cuộc thi ảnh nghệ thuật, trại sáng tác mỹ thuật, trại sáng tác âm nhạc, trại sáng tác văn học và khai mạc triển lãm các tác phẩm hội họa, ảnh nghệ thuật. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện văn hóa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động. Hoạt động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài cảnh sát cơ động đã thu hút sự quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia của đông đảo đội ngũ sáng tác trong và ngoài lực lượng công an. Ban tổ chức đã tiếp nhận 45 tác phẩm văn học của 25 nhà văn, 70 tác phẩm âm nhạc của 25 nhạc sĩ tham gia trại sáng tác âm nhạc văn học, 525 tác phẩm truyện ngắn và ký của các tác giả dự thi cuộc thi viết và 60 tác phẩm hội họa của 35 họa sĩ, 817 ảnh đơn, ảnh bộ nghệ thuật đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của ban tổ chức đã đề ra. Trong đó, nhiều tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh sinh động về cuộc sống, công tác, chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban tổ chức mong muốn các tác giả tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho lực lượng công an nhân dân, chia sẻ sâu sắc với đặc thù nghề nghiệp, những khó khăn vất vả, những tấm gương tận tụy trong công việc, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 và hưởng ứng tháng thanh niên, Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Truyền hình Nhân dân tổ chức hoạt động thăm và tìm hiểu về di tích nhà tù Hỏa Lò. Đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội với rất nhiều câu chuyện sâu sắc về một thời chiến đấu hào hùng của cha ông vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Trong không khí trầm mặc thiêng liêng tại đài tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước, cách mạng, hy sinh tại nhà lao Hỏa Lò, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau dâng những nén tâm hương nhằm gửi lời tri ân tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngoài ra, các đoàn viên đã được tận mắt chứng kiến các phòng giam tăm tối, mô hình, tái tạo hình ảnh các chiến sĩ cách mạng trong lao tù. Nhiều hiện vật lịch sử như gông cùm, máy chém,
mà thực dân Pháp đã dùng để hành quyết các chiến sĩ yêu nước, cách mạng. Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của tuổi trẻ đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Thông qua buổi tham quan này, các đoàn viên thanh niên truyền hình nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị lịch sử của di tích nhà tù Hỏa Lò, khắc ghi sâu sắc hơn truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 22 tháng 3, tại đài tưởng niệm Chư Tăng Kra, xã Gia Xia, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, đã tổ chức khai mạc giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề Khám phá Đại Ngàn, Sa Thầy 2024. Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với hơn 120 phi công trong nước và quốc tế tham gia, trong đó có khoảng 45 phi công quốc tế. Giải đấu thu hút số lượng phi công tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các phi công sẽ tham gia tranh tài với hai hạng mục thi đấu: hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC. Trong đó nội dung thi XC đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế CAT2. Nội dung này góp phần nâng cao uy tín giải, tạo điều kiện cho các phi công Việt Nam cọ sát, sát hạch để tham gia các giải quốc tế. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 995 Chư Tan Kra 26 tháng 3 1968, 26 tháng 3 2024. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cũng trong ngày 22 tháng 3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc năm 2024. Đại hội năm 2024 quy tụ hơn 500 vận động viên tiêu biểu là cán bộ, chiến sĩ công an, các đơn vị, địa phương. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, khỏe để xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc năm 2024 tỉnh Hà Nam là ngày hội thể thao lớn có ý nghĩa quan trọng để đánh giá và phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và các hoạt động thể thao ứng dụng trong lực lượng công an tỉnh, nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Là dịp để Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên có thành tích xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển tham gia các giải thi đấu do Bộ Công an và tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Trước tình hình ghi nhận số trường hợp phải điều trị dự phòng do chó mèo cắn tăng cao so với các năm trước, ngành y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai các biện pháp nhằm phòng chống bệnh dại, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận hơn 450 trường hợp phải điều trị dự phòng dại do chó, mèo, rơi và các con vật khác cắn, tăng gấp 200% so với năm ngoái. Từ đầu tháng 3 đến nay, tỉnh Ninh Bình vẫn tiếp tục gia tăng số lượng người phải tiêm phòng dại. Trong các trường hợp phơi nhiễm, có 198 trường hợp phơi nhiễm ở mức độ vết thương sâu, chảy nhiều máu và bị chó mèo cắn ở các vùng có nhiều dây thần kinh như tứ chi, mặt và ngực. Có nhà hàng xóm, nó sang nó cắn con mèo nhà tôi thương con mèo, tôi vuốt vuốt rồi nó quay ra, nó lại cắn vào tôi, xong là nó chết. Nên là hôm nay tôi phải nhờ các bác sĩ tư vấn cho để tiêm phòng dại. Tiêm huyết thanh trước, xong là tiêm đến vaccine sau. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết cắn, cào từ động vật như chó mèo sang người, có nguy cơ tử vong cao. Người dân nên đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine ngừa uốn ván, bệnh dại và xử lý các vết thương tránh nhiễm trùng. Để mà bảo vệ được trên quần thể người chúng ta thì cái việc mà tiêm phòng dại chúng ta trên động vật phải thực hiện ít nhất là được trên 80%. Và kèm theo đó nữa là chúng ta phải, khi mà bị các cái vết thương chúng ta cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn cũng như là để có những cái biện pháp dự phòng kịp thời. Hiện tỉnh Ninh Bình chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống bệnh dại do chó mèo gây ra. Thưa quý vị, tọa lạc trên đảo Ngọc nằm giữa lòng Hồ Hoàn Kiếm, di tích lịch sử văn hóa đền Ngọc Sơn nổi tiếng với kiến trúc độc đáo cùng vẻ đẹp trầm mặc ấn tượng.
Nhằm lưu giữ và phát huy tiềm năng giá trị của di sản, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội xây dựng tour trải nghiệm Ngọc Sơn Đêm Huyền Bí với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Sau hơn một tháng ra mắt, chương trình đã thu hút được đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Di tích quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn là viên ngọc quý nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội, là biểu tượng thiêng liêng cho tinh thần hiếu học, tinh thần thượng võ, ý chí quật cường bảo vệ tổ quốc của người dân Việt Nam. Tham quan Đền Ngọc Sơn có thể du khách đã nhiều lần trải nghiệm, nhưng tham quan Đền Ngọc Sơn về đêm với muôn vàn tiết mục kỳ ảo thì lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Mở đầu tour đêm Ngọc Sơn Đêm Huyền Bí là nghi thức dâng hương và lễ ban chữ Thánh Hiền tại tòa tháp bút. Nơi đây trở nên lung linh hơn nhờ những bàn chiếu sáng hiện đại kết hợp với lời dẫn chuyện về ý nghĩa tòa tháp mà danh nhân Nguyễn Văn Siêu dựng lên thuở trước. Qua năm tháng vẫn thể hiện rõ tinh thần hiếu học, trọng hiền tài của người Hà Nội. Với du khách tham quan, đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn. Tôi thực sự bất ngờ trước những màn trình diễn của các bạn. Mặc dù chưa được tìm hiểu kỹ về văn hóa lịch sử nơi đây, nhưng với sân khấu thực cảnh, sự sắp đặt và các hiệu ứng âm thanh ánh sáng, công nghệ trình chiếu này khiến tôi vô cùng thích thú. Có điều nếu thời lượng kéo dài hơn thì tôi nghĩ sẽ đem lại nhiều bất ngờ hơn. Đặc sắc nhất của chương trình là màn biểu diễn tái hiện truyền thuyết vua Lê đi thuyền rồng trả gươm báu cho rùa vàng. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Thái Tổ dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng nổi lên mặt nước, đòi nhà vua trả thanh gươm mà Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần. Đây cũng là màn trình diễn hấp dẫn người dân và du khách, không chỉ bởi việc sử dụng công nghệ ánh sáng trên mặt nước, mà còn bởi tính sử thi huyền bí. Sau khi xem xong buổi diễn thì em cảm thấy là rất là xứng đáng và em cảm thấy là rất là hay và có thể là em sẽ quay trở lại một ngày nào đó. Tại vì âm thanh, ánh sáng và hình ảnh nó đều mang tới cho em một cảm nhận rất là cổ kính và xưa cũ. Với 60 phút và 5 chủ đề, đêm Ngọc Sơn huyền bí dẫn dắt khán giả và du khách khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp tiềm ẩn, huyền bí của đền Ngọc Sơn cũng như được sống trong không gian tôn nghiêm của bút tháp, nơi đạo học và các giá trị nhân văn được tôn vinh. Lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm cho đến nay. Hiện tại kỳ hạn 12 tháng cao nhất ở mức 5,3% một năm. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lãi suất tiết kiệm giảm đến 50%. Lãnh đạo nhiều ngân hàng cho biết mặt bằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức thấp ít nhất là đến giữa năm nay, sau đó có thể đảo chiều tăng nhẹ khi mà nhu cầu tín dụng đi lên. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất khó quay lại mức cao như là giai đoạn trước đó. Và trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn, một số chuyên gia kinh tế nhận định sẽ có sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ ngân hàng sang các kênh khác. Hai kênh đầu tư đang có cơ hội thu hút dòng vốn nhiều nhất là vàng và chứng khoán. Năm 2023, Trường Đại học Y tế Công cộng đã có một khảo sát khối học sinh từ lớp 6 đến 12 ở 11 tỉnh, thành phố và cho thấy sử dụng thuốc lá điện tử vẫn tập trung cao ở nhóm từ 15 cho đến 24 tuổi với tỷ lệ là 7,3%, nhóm 25 đến 44 tuổi là 3,2%, nhóm 45 đến 64 tuổi là 1,4%. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, ngoài nicotine, thành phần của dung dịch thuốc lá điện tử còn có hàng nghìn hóa chất độc hại và hơn 16.000 loại hóa chất tạo hương vị. Do đó, Việt Nam cần hành động cấm ngay thuốc lá điện tử, bởi vì việc cho phép lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ làm gia tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thanh thiếu niên. Trong khi đó, việc thu thuế từ thuốc lá điện tử mang lại cho nhà nước không đáng kể nếu tính toán so với chi phí gánh nặng bệnh tật, suy giảm chất lượng dân số, giống nòi và môi trường. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động chuyển giao, làm chủ và hấp thụ công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam đã từng bước rút ngắn khoảng cách về trình độ công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay đã có hơn 40 địa phương tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất đối với một số ngành chủ lực, mũi nhọn của địa phương. Cho đến thời điểm hiện nay,
Theo ghi nhận trên báo Lao Động, đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận bởi đây là dự án có tổng vốn đầu tư rất lớn, thời gian đầu tư kéo dài nhiều năm và có nhiều ý kiến khác nhau vì có tới 3 kịch bản đầu tư khác nhau. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sau khi đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được cấp có thẩm quyền thông qua, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và phấn đấu khởi công xây dựng hai đoạn ưu tiên trước năm 2030. Thời gian qua, chuyển đổi số lan rộng trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó có du lịch. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, cái bắt tay giữa du lịch và các sản phẩm công nghệ đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. Một số ý kiến cho rằng chuyển đổi số trong du lịch đang mạnh ai người đấy làm, chưa thực sự thống nhất, những hoạt động số hóa trong ngành còn rời rạc và chưa phát huy tối đa hiệu quả. Nguyên nhân là do cơ sở dữ liệu chưa được chia sẻ để kết nối và đồng nhất, dẫn đến quá trình quản lý, kiểm soát, báo cáo thống kê dữ liệu ngành và đưa ra nhận định về xu hướng phát triển gặp nhiều khó khăn. Theo công văn ngày 18 tháng 3, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được thông tin cảnh báo từ vụ kiểm dịch động thực vật Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng, cadmi, vượt mức giới hạn quy định. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 3, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật xác nhận đơn vị vừa có công văn đề nghị 30 doanh nghiệp vi phạm phải tuân thủ các nội dung quy định tại Thông tư số 17 về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, đồng thời thực hiện điều tra nguyên nhân truy xuất các lô hàng bị cảnh báo, rà soát toàn bộ hồ sơ quy trình sản xuất, thu gom, xuất khẩu của doanh nghiệp. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm nên có mưa nhỏ, mưa phùn và nhất là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi, hiện đang làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ qua nhanh. Trong ngày hôm nay, thì ở phía Tây Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây giao động từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 33 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trưa và chiều nay trời cũng chuyển nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức từ 25 đến 27 độ. Tại Trung Bộ lúc này chỉ Thanh Hóa, Nghệ An là còn đang có mây nhiều, có sương mù. Còn ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, trời đã có nắng. Trong ngày hôm nay, với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, cả 14 tỉnh, thành phố miền Trung đều không mưa, nắng ráo, nhiệt độ cao, dao động từ 30 đến 33 độ. Trong đó, ở các huyện vùng núi phía Tây của khu vực từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế, nơi chịu tác động của hiệu ứng gió phơn yếu sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Ngày thứ Bảy ở Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời ít mây, nắng sớm. Với thời tiết nắng sớm, cường độ nắng lại mạnh thì ngày hôm nay sẽ vẫn là một ngày nhiệt độ tăng cao. Với Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở mức từ 31 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ ở tất cả các tỉnh miền Đông. Với khu vực miền Tây thì nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 32 đến 35 độ. Trên biển, dưới tác động hút gió của vùng áp thấp phía Tây trong ngày hôm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Nam đến Đông Nam mạnh ở mức cấp 5, chiều và tối có lúc cấp 6. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió cũng chuyển hướng Nam đến Đông Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.